Rồi bây giờ xin chào, bữa nay tôi qua tới Đồng ấy vậy, tới Đồng Tháp phải không? Đồng Tháp với là gặp em Tiền là để trao đổi, vì em Tiền là cũng là nói trên cộng đồng mạng rồi, với trên là máy YouTube á, là nói là để gặp anh Năm Thù Viên để nói cái gì đó, là để chung hỏi em Tiền, để có em Tiền nói là mến mến anh Năm là chỗ nào, về thương anh Năm là nó ba cái loại thương: thương tình nghĩa anh em, hay là thương thương hại, hay là thương bằng vợ chồng, là nói vậy đúng không? Nó là trên là bây giờ tôi xin là thưa với là cộng đồng mạng và với trong nước trong nước ngoài với anh em đó, là tôi xin là bữa nay tôi trình bày ra đó, và tôi chúc cộng đồng mạng với là bên nước trong nước ngoài với là anh em là bên phía tức đó là một lời chào trân trọng nhất, rồi cảm ơn nhiều. Xin chào. Rồi bữa nay anh có qua bên này đó, thì anh có nghe là trên cái clip nói thì em là cũng như là thích anh là cái là chỗ nào, Dạ em thích là em anh. coi là coi trên đây nè, anh Dạ nói chuyện đó anh cũng có Dạ lên trên cái máy này nè, thì em thích là thích anh sao? Dạ thích anh vui vẻ. Dạ hiền. Vì anh cũng cảm ơn em Dạ nhiều Dạ đúng không? Thì bữa nay anh có qua đây tới bên là Đồng Tháp này chỗ em ở, là cũng như thí dụ anh là cũng biết em là tặng mặt đúng Dạ không, Dạ tặng cái gì, tặng cái gì mình anh hỏi em để anh với em trao đổi nhau đó là gì. Thì cũng như em thích anh là lên clip là nói cũng hiền đồ, nói bằng sự thật đó đúng không? Thì cái gì em cứ nói ra đó, không có gì hết. Thì em nói ra đi, thì cái mà thích anh là cái gì chỗ nào thì nghe thế nào đó là em cứ nói. em thấy anh ở ngoài là anh hiền. Rồi dạ thì anh lúc nào cũng dạ hiền dạ đó là vui em. vẻ. Vì anh sống trên cái trên mà với anh em mà anh là phải đồng hòa, với là cái gì có sao nói vậy, rồi cũng như là anh nói bằng sự thật, chứ bên cộng đồng mạng này với anh em ta mới là thương mình, chứ mình mà giả dối ở này kia là người ta vẫn biết hết trơn à. Mà đời anh Năm không bao giờ giả dối, có sao anh Năm nói gì đó. Cái tình thương anh nói cho em nghe, cái tình thương nó khó chứ không phải là dễ, là cái tình thương là nó hợp với nhau mới được, nó phải biết là để tôn trọng với nhau đó, chứ anh cũng mà cũng có sao anh nói vậy. Bên cộng đồng mạng cũng biết anh là cũng anh cũng là lên anh cũng tìm đó, là cũng vì hai ba người nó không hợp được thì cũng là chẳng thà là chia tay trước đi, chứ đừng để mà kéo dài cho lâu rồi nó đau khổ, là trước vậy là nó hay hơn đó, chứ để mà nó không hợp nhau rồi nó kéo dài thời gian thì nó khổ nhau lắm. Thì bây giờ anh cũng nói dốc cũng đâu có được đúng không, anh nói dốc anh nói hồi nào giờ chưa có hồng, bây giờ anh có đó, cũng có là mấy người là cũng về nhà bên anh có gõ gà đó, là nó không hợp nhau, thì một bên thì con không chịu, gần bên không có giấy tờ đó, là vậy là sao đó, là vậy đó, có sao anh nói gì à? Bữa nay anh qua là em cũng là cũng em nói trên ấy này nè, là em nói là cũng như mến mộ anh Năm mà là cái này cái kia, thì anh cũng rất cảm ơn em. Thì cũng như thí dụ mà cái gì nó phải tìm hiểu và được thì tiến tới, còn nếu mà nó cái gì mình phải cái tìm hiểu cho sâu vô đó là gì, em cứ nói đi, Dạ anh nói chuyện hay. em cứ nói Dạ anh nói chuyện hay lắm. Em thích anh nói chuyện hay. không cái gì anh nói bằng Dạ thật thật lòng anh lòng. chào cô bác á, mạng đó anh vui vẻ anh chào đó. Em thấy anh thích.
anh nói là với em là như gì, anh nói em bằng sự thật, cái sống cái trong cuộc sống này anh không có khi dễ ai hết, cũng như thí dụ anh em nào chị em nào qua nhà anh tiếp đãi hết đó, ai cũng là một con người, ai cũng không phải là người giàu người nghèo gì, người ta cũng là con người, chứ không phải là mình thấy mình có tiền hay là gì mình khi dễ người ta là không, cái đó là mình là không đúng. Em cứ nói đi. Em thấy đầu tiên là em thấy là em thích anh, mến anh rồi đó. Thì anh cũng vẫn coi clip, nghe là nghe em nói vậy mà là ở trong cái clip đó thì em nói là cũng phải muốn gặp anh Năm, đúng không? Yeah. Mà anh Năm nói là anh Năm không có nói mà khi nào mà bây giờ là cũng như mà nói là không là qua gặp em đâu, cũng phải qua gặp em. Em nói là thôi kêu mấy anh em quay qua bên Nam. Thì cái em qua thì anh cũng tiếp đãi anh em với em thôi chứ có gì đâu. Cái gì mình sống tôn trọng nhau, mình không có phải giàu nghèo gì cũng vậy chứ đâu phải mình người giàu mà mình khi dễ người ta đâu có biết. Ai cũng là con người thôi. Cuộc đời anh sống mà chứ anh em mà đồng hòa nhau chứ tình thương mến thương nói vậy đó. À, em nói chung ra là em nhà em hai đứa con ấy chứ nhà nghèo đó, thì anh nghĩ hai đứa con anh thấy sao anh? Cái chuyện mà anh sao như thí dụ mà cái người đàn ông á sao xét ra thì cái đó thương mẹ thì phải bế con, yeah, đúng không? Nó là gì? Như thí dụ mà người ta suy nghĩ sâu xa là cũng như thí dụ em hai đứa con, mà cái người đàn ông đó người ta nghĩ sâu xa bây giờ cũng như thí dụ là em cái người cha nó không biết lo mình, sau này mình lo cho nó còn thương hơn người cha nó nữa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Ừ. Tại vì tạo ra một đứa con mà mình không có dưa, không có dưỡng, không có nuôi nó được, cái người khác là nuôi là người đó có phước. Đúng không? Dạ đúng. Ừ. Anh nói hay quá. Ừ. Thì thật là nói vậy thôi. Có gì thì sao mà mấy người phụ nữ mến anh, thích anh mà tới chỗ anh nói chuyện. Ừ. Nói chuyện rất là hay. Không phải nói chuyện bằng sự thật. Dạ. Nói chuyện không phải là nói dối. Nói chuyện hay mà người ta nói chuyện là phải đúng. Nói chuyện không đúng thì dạ, mà người ta đâu nói có... hay người ta mới mến anh đó. Người ta đâu có con gì ra gì. Có sao mình nói gì à? Khán giả mới thích anh. Cái người mà người đàn ông á, người ta không hiểu sâu, thương em mà gánh nặng hai đứa con của em nữa là cái người đó không đúng. Đúng không? Bây giờ như thí dụ người em có chồng mà em là gái gánh, em có hai đứa con, mà cái người đó, đúng không? Ừ. Cái người đó là người ta biết lòng từ bi đó, biết lòng là đạo đức của người ta, người ta nuôi con em là người đó có là con em sau này nói hồi đó cha ruột mà không biết lo, bây giờ rồi cha em cũng như ông cậu này cũng về với mẹ mà biết lo nó mới thương. Dạ, đúng không? Dạ. Cái gì đó quý anh đó, quý anh. Ừ, đúng rồi. Cái người đàn ông mà cũng như thí dụ mình sống mà mình như kiểu mà cũng như là mình cái kiểu mà mình là mà kiểu mình quá cố thì là không được. Quá cố là cái ý nghĩa là như sao, cái kiểu mình có không quan đại trong cái lòng mình đó, mình coi như là cái này kia đó là không có đức. Biết thương mẹ mà không biết thương con là mấy người đó không có đạo đức rồi. Yeah. Là gì tâm à, nói chung chắc thương mẹ con không thương là cũng đâu có sống được. Đúng rồi. Dạ. Cũng như đứa con của em á là cái nấm ruột của em. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đó là gì? Giờ mấy người khác có con thì cũng con người ta cũng nấm ruột người ta. Ai cũng vậy thôi, chứ không phải riêng mình em. Thì anh nói bây giờ ai cũng có một cái
là lớn hết rồi, ai cũng có một cái sự mà nó đổ gãy rồi, nó cũng khó là khó ngay cái chỗ này. Cũng như thí dụ là mình tìm là phải nó đúng cái bờ bến thì nó cũng như trong cái lòng mình là nó mơ ước là được là như ý của mình là cũng khó lắm chứ không phải vậy. Dạ đúng. Đúng không? Khó lắm chứ đâu phải vậy. Như thí dụ mình có đức có tâm là sau này mình kiếm được một người tốt. Mình ở đời mà không có được mà tốt thì mình cũng kiếm được người xấu. Đúng không? Cái người tốt với người xấu, cái người xấu lại sống với người tốt không được. Cái người tốt là lúc nào người ta là đâu nó rõ ràng, mà cái người xấu là đâu có được, sống không có chung, không có được. À, em cảm nhận gần gũi anh nó gần đây nè, anh nói chuyện em thấy là nó thoải mái quá. Em thấy sao á, thấy anh sao mà ấm á, ấm á. Anh nói chuyện là cái đâu, bởi vì anh nói chuyện là đâu nó rõ ràng, chứ không phải nói chuyện mà nói gì mà không phải vậy là có. Nói sao anh nói gì sao mà mấy người phụ nữ thích anh là em cảm nhận rồi đó. Em thấy là gần anh ấm. Đúng rồi, anh thì nói chuyện là nói chuyện đâu phải rõ ràng. Em thấy ấm thiệt, nãy giờ nói anh thấy ấm, cũng ấm á. Anh thấy em thấy sao quá, bởi vì sao mẫu nữ thích anh? Phải như thí dụ anh nói cho em nghe là nó cũng có một cái duyên rồi. Dạ. Mà phải có cái nợ duyên mà phải còn nợ, bởi vì ông bà ta nói có duyên phải có nợ mới được. Dạ. Chứ có cái duyên không cũng không được, có nợ không cũng không được, nó hai cái nó đi hòa đồng với nhau. Đó, có duyên rồi phải có nợ. Nợ là nợ làm sao? Cũng như thí dụ ngày xưa tôi là anh mắc nợ em thì anh phải chịu, mà em mắc nợ anh thì em phải chịu là cái đó. Thành ra nói là có duyên không có nợ là cái đó. Người gần anh em thấy thoải mái quá. Ấy con người nó khỏe. Nói thiệt lòng em là vậy đó. Bởi vì vui quá. Vì á trên mình ở trên là mấy anh em về cái này thì mình nói chuyện là cả nước trong nước ngoài gì ta vẫn biết á, chứ không phải là nước trong nước Việt Nam mình ta không biết là biết không đâu, trên cả thế giới luôn đó. Cái gì lời nào mình nói là phải cho nó đúng cái lời của mình. Cái gì mình nói đâu mà thật lòng, chứ mình nói mà giả dối là nhiều khi người ta biết rồi người ta nói đánh giá mình thì không có. Cái gì mình nói có mình nói, không có thì thôi. Thế em ấy, em ở nhà nói chuyện dữ lắm à? Em hả? Ừ. Em không có ít nói chuyện lắm á. Dạ. Em không biết nói chuyện. Vì nói em hồi đó bán vé số rồi có không? Dạ có, bán nhỏ đó mà. Thì nghe nói em nói gì chứ em có biết rồi đâu. Gia đình em là không có ruộng đất, con nghèo, bán vé số không á. Đừng có nói cái vụ mà anh nói với em á, cái chuyện nghèo giàu, cái tình thương là không có cần thiết. Như thí dụ mà người giàu, mà như thí dụ giàu mà không có hạnh phúc nó cũng đâu có được. Mà người nghèo ta có hạnh phúc là được, đó là hạnh phúc, nó nhiều quá hạnh phúc. Anh vui em chồng nữa là ha, hai người nó hòa hợp đúng không? Em cũng học hỏi anh.
Anh theo biết gì đâu mà dám dạy em. Anh nói là sao em cũng được, em nói với em thì em cũng học hỏi anh đó. Thì anh nói với em á là cũng như là trên cái cuộc đời này á là mình nói ấy, thường thường ta nói là cũng như mà ông trời cũng chưa ở vừa lòng ai đâu, nhưng người thích nắng người thích mưa là cái gì thì sao ở vừa lòng được, đúng không? Mà mình ở trên cái trên này, ở trên cộng đồng mạng này á, thì cũng đâu có vừa lòng ai, thì có người này người kia vậy đó, đâu có gì đâu. Thì người ta hiểu được thì người ta mới thương mình. Ai cảm nhận sao em không biết thì mà nói em nói nãy giờ với chút với anh nãy giờ này em thấy ấm, thấy dữ không? Ấm dữ. Tôi thấy là em về sống với anh chắc em trẻ hơn. Anh cảm ơn em nhiều ha. Anh nói với em á, cái gì mình sống á, là trên đời này á, là em phải là sống phải vì em nói bằng thật đó, cái gì mình phải nói thiệt đó. Chứ đừng có nói mà như thí dụ mình nói đâu phải là một hai người biết mình đâu, nhiều người biết lắm đó, là em phải nói thiệt rồi người ta mới là thông cảm cho mình chứ. Hồi nãy giờ em nói thiệt lòng không đó, nghĩ sao nói gì em thích anh, em mới thích anh. Đứa con em đi học gì vậy? Dạ chiều gì đó. Anh đi với anh chỉ em cách nói chuyện ăn nói gì đó. Dạ chứ em mới biết cái đó giờ chưa ai chỉ dạy em. Như thí dụ mình trong cuộc đời mình phải đi ra gặp người ta mình phải chào hỏi. Dạ. Mình chào nói chuyện nhỏ nhẹ rồi. Dạ. Không có gì, nói cuộc đời nó cũng dễ cho mình ăn tu mình học hỏi. Dạ đúng rồi. Trên cộng đồng vậy. Mình đi ra mình hỏi chào hỏi người ta là không có biết. Dạ. Mình lại nói vậy đó chứ không có gì. Mình nói thấy hiền rồi, đời mình sống đời có đạo đức rồi. Dạ, dạ. Tâm mình tốt rồi. Dạ. Mình nói em ấy, trên đời này là sống là ba cái điều kiện, một là đạo đức có, hai nữa là trung thủy, ba nữa là tâm phải tốt. Dạ, đúng là rồi. Là mấy là không đấu giả. Dạ. Nếu mà không giữ ba điều kiện nó đâu phải đấu giả. Dạ đúng. Chính anh biết mà, chính anh bị anh phải biết chứ. Dạ. Ừ. Mình sống bên anh là từ đứa nít anh còn chưa chưa biết mít lòng cái đứa nít đó đó. Là ta tâm ta tốt lắm vậy. Không muốn mít lòng tới ai hết. Anh là năm thật anh bên anh. Mấy chị đi nói để em ít nấu rồi. Dạ ít nấu lắm. Quá gì. Bởi vì không có biết nói chuyện. Cái học hỏi anh nè, từ từ nè, cái biết nói chuyện. Cái em ít nói chuyện lắm. Hồi mà thấy anh cũng giờ mình thấy em cũng nói chuyện trong cái hình nào đó, thấy em nói này kia. Dạ. Thì anh nói không biết nào là năm rồi này kia. Thì bây giờ cũng thấy
đâu ngoài xa cũng gần đây thôi chứ. Mình phải gặp chứ làm sao gặp. Anh là cứ tôn trọng, bây giờ là anh tôn trọng hết chứ. Như anh em, chị em nào ở nhà anh cũng phải tôn trọng với nhau chứ đâu có gì đâu. Mình cũng nói thử là tốt chứ đâu có. Thì anh đi không có nhà thôi chứ. Mà không anh đi cũng có 2-3 người kiếm, 3 người kiếm à. Đi thành phố, đi chơi. Nghe anh đi tốt không? Không có mấy người kia chứ. Đâu? Có biết ở đâu, bởi anh đi rồi có biết đâu. Thì mấy người ta kiếm anh Nam á, kiếm mấy người mà đi cũng kết nối với anh Nam á. Bạn gái anh ấy à? Ừ, bạn gái mà biết ai, có biết ai đâu. Đã coi trên này nè. Người ta kiếm tới nhà anh luôn hả? Ừ. Tôi kiếm tới nhà mà anh mình mất đi, rất rất đi. Đi trên phố, đi chơi với bánh mì. Mà anh nhiều bạn gái thương anh quá. Không phải, cái đó người ta mến mộ dạ, mình. Em có số hay không nữa. Đâu có, người ta mến mộ dạ. Chứ không phải là gì. Nhiều người thương anh quá. Không phải là cái tình thương không? Là tình thương là nó anh nói ba cái loại tình thương là dạ. Tình thương là bạn bè, là tình thương bằng chưa ấy, bằng thương hại nữa. Nó nhiều lắm, mà 2-3 cái. Nên anh nói là ba cái tình thương mà. Đúng không? Cái đấy người ta thương, biết người ta thương làm sao. Nó vậy đó.